loại bỏ 10 thói quen mê tín. Thứ nhất, thay vì lãng phí mua giấy tiền vàng bạc đốt cúng ông bà vào dịp giỗ chạp, sao không cúng tiền thật cho người mất rồi lấy đó phóng sanh, bố thí cúng dường hồi hướng cho họ siêu thoát? Vì người chết cần công đức để siêu thoát hơn là bị đọa lạc trong cảnh ngạ quỷ để chờ người thân cúng kính cho ăn. 2. Thay vì mê tín tìm mọi cách gọi hồn người chết về xem họ thiếu gì, cúng có ăn được không để lo chu cấp, sao không chuyên tâm tụng cầu siêu cho họ thoát ra cảnh giới ngạ quỷ? Vì người chết rồi chỉ mong được tái sanh về cõi lành hoặc vãng sanh tịnh độ, huống chi phần âm nào nhập vào linh môi là thật hay giả, làm sao kiểm soát được? 3. Thay vì lo sợ trùng tang, cung tử xấu, tìm bùa trấn mã hãm hại vong linh người mất, sao không tìm cách siêu độ cho người mất? Vì âm siêu dương mới tịnh, trái lại trấn yểm vong linh người mất, không khéo vẫn còn để lại di hại cho con cháu đời sau. 4. Thay vì rải giấy tiền vàng bạc dọc đường khi đưa đám tang, vì sợ cô hồn dọc đường chẳng gây trở ngại, sao không nhất tâm niệm Phật? Chẳng những vừa tránh được lãng phí ô nhiễm môi trường mà cũng an tâm vì được chư Phật gia hộ. 5. Thay vì lo sợ đốt hình nhân thế mạng để cầu tai qua nạn khỏi, sao không hùng phước tạc tượng Phật hay cúng dường trước tượng Phật hàng ngày một ly nước lọc để chuyển nghiệp? Vì quỷ sứ có thể bắt lầm, nhưng nghiệp đã tạo thì không mất, nên quả trổ sẽ không lầm. 6. Thay vì lo sợ ác mộng xảy ra, sao không tranh thủ phóng sanh trong ngày để hóa giải tai nạn? Vì điềm mộng dự báo trước là còn cơ hội chuyển nghiệp. 7. Thay vì lo sợ nhà cửa bất an, sao không ưu tiên lập bàn thờ Phật tại gia mà thắp hương lễ bái hàng ngày? Nên nhớ cảnh tùy tâm chuyển. 8. Thay vì lo sợ nơi ở âm khí nặng nề, bị phần âm quấy nhiễu, sao không mở mái niệm Phật, tụng kinh suốt ngày? Nhờ vậy sẽ giúp các vong linh nơi cục đất ấy siêu thoát, sẽ chuyển phong thủy xấu thành tốt. 9. Thay vì tò mò xin xăm, bói quẻ để biết trước tương lai, sao không lo tích đức để chuyển nghiệp về sau? Bởi đức năng thắng số, vì chỉ có nhân quả nghiệp báo, chứ không hề có số phận do Thượng Đế an bài. 10. Thay vì lo sợ năm tuổi, tam tai, thái tuế, sao xấu, sao không lo sợ ba nghiệp ác của thân, miệng, ý mình làm? Nếu biết tịnh tâm, bỏ ác làm lành thì sẽ vượt qua tất cả. Cho nên, thay vì cầu thần khẩn Phật, tốt nhất nên tự cầu nơi mình. Vì muốn giàu sang thì phải bố thí cúng dường, muốn sống lâu mạnh khỏe, tránh mọi rủi ro tai nạn, kinh doanh suôn sẻ thì phải phóng sanh, muốn xinh đẹp thì dâng hoa cúng Phật, muốn phát sanh trí tuệ sở nguyện viên thành thì niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Mọi việc tùy theo nhân quả, không thể dựa vào sự cầu nguyện, chẳng gieo mà gặt được. Những điều ấy chẳng ai cho mình được ngoài chính mình. Càng mê tín càng lún sâu vào tà kiến và đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.